Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thưa quý vị, nhân chuyến công tác tại tỉnh Tây Ninh, chiều ngày 4 tháng 7, đồng chí Phùng Khánh Tài, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Phú Thọ cùng các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ đội 82 huyện Tân Biên. Tại lễ viếng, đồng chí Phùng Khánh Tài, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Phú Thọ đã giống ba hồ chuông, chiêu tập anh linh các anh hùng liệt sĩ. Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm và thành kính dân hoa, dân hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và vì tình hữu nghị quốc tế cao cả. Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến dân hoa, dân hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan nhà trưng bày tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương Cục miền Nam.